Tempest Titan hay còn được gọi là Stormtrooper. Đây là những đơn vị đặc biệt tinh nhuệ của Atramiatorum và Inquisition, nhưng chính thức thuộc về một phân khúc của Athed Amiratum. Được huấn luyện và nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ bởi Schola Poseidonium về nghệ thuật chiến tranh, một nơi vốn chịu trách nhiệm đào tạo những tân binh là con của những sĩ quan và quý tộc đã hy sinh khi phục vụ cho Imperium. Stormtrooper có lẽ là những chiến binh tinh nhuệ nhất của vệ binh hoàng gia, khi họ thường sẽ chiến đấu ngay tại trung tâm đầu não của kẻ địch hay là đột kích tập hậu với tốc độ chóng mặt và độ chính xác cao. Họ được trang bị những vũ khí và thiết bị chiến đấu tốt nhất có trong kho vũ khí của Miatorum để thực hiện những nhiệm vụ vượt qua khả năng của các đội quân Atramiatorum thông thường. Với những nhiệm vụ chủ yếu như tấn công sâu, trinh sát, xâm nhập và phá hoại của họ, không khác gì những lực lượng đặc công tinh nhuệ trong các lực lượng quân sự thường thấy ngoài đời thực. Họ là những người giỏi nhất trong những chiến binh xuất sắc của Atramiatorum. Mỗi một chiến binh đều là một chuẩn mực hoàn hảo về cả sức mạnh chiến đấu và một tinh thần kiên cường, trong sạch. Họ được rèn giũa không chỉ trở thành một người lính mà còn là một mũi kiếm sắc nhọn xuyên phá kẻ thù. Mô hình tuyển chọn và huấn luyện của Tempest Titan và Commosa về cơ bản là khá giống nhau. Họ đều được lấy từ một nguồn nhất định, đó là những đứa trẻ mồ côi có xuất thân là hậu duệ của những sĩ quan đã cống hiến và hy sinh cho Imperium. Những đứa trẻ này đều được truyền bá tín ngưỡng hoàng gia ngay từ khi còn bé, giúp họ xây dựng một lòng trung thành và quyết tâm cao trong mọi nhiệm vụ, từ đó trở thành những người có sức bền bỉ, quyết tâm đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn nhất và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Trái với Commosa đi theo hướng lãnh đạo và duy trì tinh thần cho các chiến binh, thì Tempest Titan sẽ trực tiếp tham gia vào các hoạt động quân sự hết sức đặc biệt. Cả hai đều thể hiện một quyết tâm sắt đá để giúp cho Imperium đứng vững ở những nơi họ đặt chân tới. Tempest Titan được biết tới là lực lượng quân sự tinh nhuệ nhất của Atramiatorum vì họ là nơi thứ hai sau Space Marine có thể huấn luyện được ra các chiến binh quân sự chính quy giỏi nhất của Imperium. Mình đang nói tới các lực lượng chiến đấu thường trực nhé, chứ không bàn tới các lực lượng sát thủ hay là cận vệ hoàng gia. Tempest Titan được lấy nhân sự từ một nguồn chung đó Schola Poseidonium, một nơi đào tạo và huấn luyện các tân binh đặc biệt, luôn cung cấp cho những tổ chức quan trọng của Imperium những tân binh tốt nhất mà thiên hà có thể cung cấp. Đây là nơi chăm sóc, giáo dục và đào tạo tân binh vô cùng khắc nghiệt, với những bài thử thách khốc liệt để sàng lọc các chiến binh, sau đó sẽ tách họ ra để phục vụ cho các cơ quan khác nhau trong hệ thống quân sự của Imperium. Nó biến họ từ những đứa trẻ sợ hãi thành những chiến binh trung thành, sẵn sàng chiến đấu và hy sinh nhân danh hoàng đế hay là bất kỳ một quan chức sĩ quan cao cấp nào trong bộ máy cai trị của Imperium. Nơi đây cung cấp nhân lực cho nhiều tổ chức như Minotaurum, Athed Abai, Athed Soritas hay thậm chí là cả Inquisition. Những khóa huấn luyện khó khăn và nguy hiểm nhất lại tới từ nhánh cung cấp tân binh cho Tempest Titan. Họ được kỳ vọng là không chỉ đơn thuần là những chiến binh, nên mỗi người đều phải được đào tạo bài bản về giáo dục, truyền thuyết và lịch sử của Imperium một cách trọn vẹn, kèm với đó là khả năng võ thuật xuất sắc, tinh thần vững vàng, có khả năng chống lại nỗi kinh hoàng và hoảng loạn, và còn thể hiện một niềm tin sâu sắc vào tín ngưỡng hoàng gia. Đa số các tân binh sẽ được cung cấp cho Tempest Titan. Sau 3 năm huấn luyện tiêu chuẩn, những người còn sống sót sẽ được gia nhập chính thức vào Trung đoàn Sion. Họ sẽ được cung cấp các trang thiết bị khí tải tốt nhất để đối mặt với bất kỳ nỗi kinh hoàng nào mà không thắc mắc về mệnh lệnh đó. Tempest Titan là lực lượng chiến đấu thường trực đáng tin cậy để hoàn thành bất kỳ một nhiệm vụ khó khăn nào. Họ là những chiến binh được huấn luyện và trang bị những tiêu chuẩn cao nhất của Imperium dành cho một chiến binh Atramiatorum. Vũ khí tiêu chuẩn của Tempest Titan là Hot Shot Last Gun, là một khẩu súng trường laser được trang bị pin năng lượng mạnh mẽ, đeo bên ngoài ba lô, cho phép chúng có thể xuyên qua lớp giáp dày, có thể hạ gục ngay cả những quái thú và cả những loài Xenos có vũ trang cao. Tempest Titan được cấu thành từ nhiều trung đoàn, mỗi trung đoàn là một đơn vị chiến đấu thường trực, liên tục nhận các lượng tân binh mới để duy trì sức mạnh tối đa. Một trung đoàn của họ thường sẽ lớn hơn nhiều so với hầu hết các trung đoàn Atramiatorum được thành lập từ một thế giới nhất định. Tuy nhiên, lực lượng khổng lồ này lại không chiến đấu ở một nơi duy nhất. Thay vào đó, họ được chia ra thành các đại đội hoặc là các tiểu đoàn riêng lẻ và gửi tới các vùng chiến sự khác nhau, dàn trải giữa các trung đoàn Atramiatorum khác trong một vùng chiến sự nhất định theo yêu cầu. Họ thường sẽ tham gia vào các nhiệm vụ quan trọng như dẫn đầu các cuộc tấn công vào các vị trí kiên cố, xâm nhập vào phía sau phòng tuyến của kẻ thù, gieo rắc sự hỗn loạn và hoảng sợ cho kẻ địch. Trong nhiều trường hợp hiếm hoi, họ sẽ tập hợp nhiều đại đội thành một đội quân lớn
để tập trung tiêu diệt mục tiêu, chứ không còn là chiếm giữ các cứ điểm quan trọng. Họ được gọi là lực lượng tấn công chủ lực Templeton. Templeton ra trận với một niềm tin duy nhất rằng mọi hành động của họ đều là vì lợi ích của Imperium, và họ hành động rất dứt khoát, không hề có một chút khoan nhượng, mang tới hiệu quả là không thể bàn cãi. Khi họ xuất hiện thì thế trận đảo chiều khá là nhanh chóng. Vì thế mà nhiều trung đoàn Archimeterum không hoạt động cố định, thường sẽ sử dụng một đại đội Templeton như một phần trong chiến thuật của họ để đi kèm với các trung đoàn xung kích của Kadia hay là quân đoàn tử thần của Kree. Templeton thường sẽ được phân chia ra thành nhiều các đơn vị có chức năng khác nhau, nhưng phổ biến nhất là 5 loại. Lord Grenadier, họ là những chiến binh cứng rắn và lành nghề nhất, thường được tuyển chọn từ những trẻ mồ côi của các sĩ quan tới từ Kree hoặc là Kadia. Và vì đến từ những thế giới của những trung đoàn Archimetrum nổi tiếng nhất của Imperium, nên họ cũng sẽ được tôn trọng và coi là hình mẫu để noi theo. Stormtrooper là những chiến binh xung kích và biệt kích, tiến hành các cuộc đột kích ở phía sau phòng tuyến của kẻ thù và đóng vai trò là mũi nhọn cho các cuộc tấn công quan trọng. Họ được tuyển chọn từ những đứa trẻ mồ côi có cha mẹ hy sinh từng là những sĩ quan cao cấp của Archimetrum hoặc đến từ Imperial Navy. Có thể coi họ là hàng thải của Commosa vì thiếu tính cách sắt đá và tinh thần truyền cảm hứng để có thể trở thành một Commosa. Tuy nhiên, do nguồn gốc có phần danh giá nên họ cũng phải trải qua các khóa huấn luyện vượt trội hơn và trang bị chiến đấu cũng là nhỉnh hơn hẳn để trở thành một đội quân cực kỳ nguy hiểm. Inquisitorial Stormtrooper, họ là lực lượng được Inquisition tuyển chọn để bảo vệ các pháo đài của Inquisition trên khắp thiên hà và cũng trở thành một phần của lực lượng cá nhân tăng cường hỗ trợ cho Inquisitor trong các nhiệm vụ quan trọng. Họ được lựa chọn từ những gia đình có truyền thống thể hiện một niềm tin vững chắc vào hoàng đế hoặc là đã từng tham gia các hoạt động cùng với Inquisition. Các chiến binh Templeton phục vụ cho Inquisition sẽ bỏ qua các kỹ năng xâm nhập vì Inquisition không cần điều đó từ họ, mà Inquisition sử dụng luôn các sát thủ từ Assassinorum cho nhanh. Carthagen Devil là những chiến binh Templeton được lấy từ các trung đoàn Carthagen Jungle Fighter, nơi có những chiến binh đặc biệt nguy hiểm bậc nhất và dày dặn kinh nghiệm. Họ là những con dao giết người nổi tiếng, những kẻ săn mồi khát máu đến từ thế giới của họ. Kaskan là những thành viên tinh nhuệ đến từ đội quân xung kích Kadia, được lấy tên từ một thành phố có sự phòng thủ nghiêm ngặt nhất tại Kadia. Đây là lực lượng ưu tú vượt trội, duy trì một đặc tính nghiêm ngặt về nghĩa vụ, danh dự và sự tận tâm đối với Imperium. Trở thành một chiến binh Kaskan cũng có nghĩa là giữ một vị trí danh dự trong xã hội của Kadia. Ngay cả những đội quân xung kích Kadia cũng sẽ rất coi trọng và tự hào về họ. Và cuối cùng là Q-Squad Trooper. Họ là những kẻ hành quyết, đao phủ của Imperium. Các hoạt động của họ không giống với một lực lượng Templeton thông thường vì họ chủ yếu phục vụ cho một chính phủ hành tinh. Trang bị chiến tranh mà Templeton sử dụng thường sẽ vượt trội hơn nhiều so với vũ khí thường thấy của Archimetrum. Họ sẽ được đào tạo kỹ càng cho từng trang bị. Mỗi khi được xác nhận sử dụng thành thạo một loại vũ khí, họ sẽ được trao tặng biểu tượng trang bị đó và gắn trên ngực như một dấu hiệu vĩnh viễn về năng lực. Sau khi đã sưu tập đủ huy hiệu vũ khí và các trang thiết bị chiến tranh, họ có thể tiến hành chiến tranh trong nhiều tuần mà không cần phải tiếp tế trong những điều kiện khốc liệt của chiến trường. Trang thiết bị chuyên dụng của họ sẽ bao gồm áo giáp Carabay, là một dấu hiệu thường thấy của các sĩ quan và đặc vụ chuyên dụng của Imperium. Nó nhẹ và bền, bao phủ toàn thân, các phần hư hại có thể được thay thế dễ dàng mà không cần phải dùng tới một bộ đồ mới. Omnisium là mũ giáp đặc biệt của họ, có thể phòng chống mọi môi trường độc hại, từ ô nhiễm công nghiệp cho đến bầu khí quyển đặc biệt nguy hiểm, cho phép họ hoạt động ở ngay cả những môi trường trên không hoặc là hạn chế tầm nhìn. Slim Monitron là một thiết bị bổ trợ gắn trên tay của họ. Nó hiển thị những dữ liệu quan trọng như một màn hình máy tính chuyên dụng, hiển thị từ nhịp tim, tình trạng sức khỏe của bản thân và đánh giá mức độ hư hại của các thiết bị. Vũ khí thường thấy của họ là Hotshot Last Gun, nhưng có hai dạng là Lucius và Rider. Nhưng có một đặc điểm chung, đều là những vũ khí xuyên giáp cực mạnh, đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong mỗi phát bắn của họ. Vì là vũ khí laser nên họ sẽ luôn có những gói sạc súng đi kèm trên người, thường sẽ là 4 cục pin cực mạnh, đủ sức cung cấp năng lượng để phóng ra những phát bắn laser xuyên giáp. Ngoài ra thì họ sẽ mang thêm dao chiến đấu cận chiến để làm vũ khí dự phòng phổ biến và sách nâng cao tinh thần là một dạng văn bản tiêu chuẩn nêu mọi chi tiết mà một chiến binh cần trên chiến trường, chủ yếu là những quy tắc và quy định trong việc sử dụng vũ khí và thiết bị được cấp phát.
chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra Tempested Saiyan sẽ giống với các lực lượng SEAL hay là Delta ngoài đời thực. Họ là những chiến binh con người bình thường, có kỹ năng và trang bị tốt nhất về mặt tổng thể trong một lực lượng quân sự chiến đấu thường trực. Về khả năng thể chất cơ bản, những khóa huấn luyện của họ sử dụng các dạng kích thích chiến đấu không khác gì đang đào tạo một sát thủ của Assassinorum, giúp họ có hiệu suất xử lý tình huống cực kỳ tốt. Họ cũng khá giống với lại một Astartes thông thường về kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ khỏe mạnh, ngủ ít hơn và hồi phục cũng nhanh hơn, có sức chịu đựng siêu phàm để sống sót trong những môi trường nguy hiểm, sở hữu trí tuệ và nhận thức cao để đưa ra các quyết định chiến thuật nhanh chóng. Tất nhiên, chênh lệch giữa một chiến binh xuất sắc và một chiến binh cường hóa vẫn sẽ rất là lớn. Tuy nhiên, nếu được ra một mệnh lệnh thì Tempested Saiyan vẫn sẽ lao vào chiến đấu với Astartes như thường mà không chùn bước. Hiệu quả ra sao thì còn tùy vào các tình huống, vì mặc dù là khó nhưng các bán thần cũng không hẳn là bất bại. Đó là những gì mình muốn chia sẻ về Tempested Saiyan, những chiến binh xuất sắc nhất trong lực lượng của Archimedes Therum. Còn điều gì về họ mà mình chưa đề cập thì mọi người bổ sung thêm nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.